Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng, xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tím khói, làm chiều mơ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng, biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa vũ rũ trên con đường em bước đi. Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã trở lại với buổi tập guitar. Hôm nay chúng ta sẽ tập quạt ballad. Có rất là nhiều cái kiểu quạt ballad, tuy nhiên hôm nay là một cái kiểu đơn giản nhưng mà nó tình cảm, nó có thể lấy được cảm xúc khi mà chúng ta đàn những cái bài hát nó nhẹ nhàng. Một kiểu quạt ballad cực kỳ là đơn giản luôn. Anh em muốn tập thì trước hết anh em phải chuyển được hợp âm bên tay trái, không dùng cabo cũng được nha, và dùng cabo để cho hát nó thoải mái hơn, nó đúng tông đúng giọng hơn thôi. Khi Khánh đang sử dụng giọng nam là giọng đô trưởng. Như vậy thì tất cả các anh em mới tập chơi phải chuyển được những hợp âm đô trưởng C nè, son trưởng G, la thứ M, mi thứ M, pha trưởng F. Pha trưởng bấm kiểu này thì đánh từ dây 5 đi xuống. Đô trưởng rồi rê thứ và son trưởng. Phải chuyển trước những hợp âm đó rồi chúng ta bắt đầu quạt. Thì cái quạt á nó không có khó, mà quan trọng cái chỉ các bạn phải có nhịp. Cái nhịp chân nè, ai cũng sẽ tập được hết nếu chúng ta chia nhỏ từng đoạn để chúng ta tập. Ví dụ như là chúng ta chuyển từ so, từ đô trưởng qua mi thứ nè. Nè chúng ta xuống nè. Người ra đi mãi mãi thì cái chữ mãi đó chúng ta bắt đầu vào, đúng không? Là xuống nè. Xuống. Xuống, nghỉ nè, xuống cho nó ngân ra xíu nè. Đó, xuống, nghỉ, xuống lên, chuyển là xuống lại. Chuyển là qua học âm mới, có nghĩa là xuống lại học âm mới. Xuống, nghỉ, xuống lên, chuyển, nghỉ, xuống lên, chuyển. Rất là dễ. Nè, xuống, nghỉ, xuống lên, chuyển là xuống lại, có hai nhịp chậm như vậy. Ballad có hai thể loại, nếu mà nhịp nhanh là 4-4 mà nhịp chậm là 2-4. Có nghĩa cũng một đoạn đó chúng ta có hai nhịp thôi thì nó nhịp chậm, còn nhịp nhanh 1-2-3-4 thì gọi là nhịp nhanh ha. Cơ bản là như vậy thôi, thì chúng ta quạt chậm chậm nó mới tình cảm được nha. Đầu vô 1-2-3 xuống là nghỉ nè. Xuống nghỉ, xuống lên chuyển, 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 nghỉ nhịp. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh thầm, xóa tan đi cuộc tình. Hoàng hôn buồn chung tim khói, làm chiều mơ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng, nghỉ, xuống lên chuyển, 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 nghỉ, xuống lên chuyển. Rồi có cái đoạn cuối là màu hoa xưa u rũ, màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Xuống lên chuyển, đúng không? Cái trẻ ra là mỗi cái một âm như vậy là một nhịp chậm. Xuống lên chuyển qua son, rồi xuống lên chuyển qua đô. Giờ thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phải chuyển được hợp âm tay trái trước rồi mới tới quạt, đúng không? Thì quạt thì chúng ta cứ quạt mỗi ngày, chúng ta quạt chút xíu 5 phút 10 phút để chúng ta tay chúng ta quen. Và cái hay của cái điệu quạt này á, nó chính là cái ngân ra đó. Cái ngân này nó sẽ làm cái độ feel nó cao lên, và các chị các bạn có thể thử ứng dụng vào những bài ballad khác xem nó như thế nào. Hôm nay là một cái bài hướng dẫn rất nhanh để cho chúng ta có được một cái kết quả nó êm hơn, không có sự gập khuôn ở đây nha. Chúng ta tập nhạc là thoải mái, vui vẻ. Nhớ để lại comment bên dưới nếu có gì thắc mắc. Các bạn nào mới xem hãy bấm like ủng hộ mình, nhớ subscribe kênh nha, bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Chúc sức khỏe, vui vẻ, tinh thần trẻ quý anh chị và các bạn. Bye bye.